Vâng, sau đây là hai sản phẩm hot. Nó có model là 890D thì anh em biết rồi. Nhưng sản phẩm này rất là hot, nhưng rất là hiếm. Thì hai con này thì em có về, em đã quắn và cắt bên đây em lôi ra. Giới thiệu cho các bác. Bác nào yêu thì alo cho em. Giá một con là 17 triệu nha các bác. Dòng này là dòng một nguồn điện nha các bác, là hàng Nhật chứ không phải hàng của chị Na đâu nha. Hàng chị Na là hai nguồn điện. Cái dòng này nó có hai đời. Một đời là của Japan, hàng sản xuất cho riêng nội địa ở trong Nhật người ta xài. Còn loại xuất cho thị trường chị Na thì nó sử dụng là hai nguồn điện. Con nó rẻ hơn con này tầm 3 đến 4 triệu nha các bác. Và con đó nó không ở, nó ở trong miền Nam này rất là ít, nó không có. Nó chỉ ở ngoài bên kia rất là nhiều. Thì giá một con là 17 triệu nha các bác. Bác nào sưu tầm thì alo cho em, hàng này là hàng sưu tầm. Sau đây em sẽ khui hàng và quay cho các bác xem cái độ đẹp của hai con 890D này. Dòng này thì rất là hot rồi, vì chắc âm rất là nổi tiếng, nó đánh loa bô, loa sạc Queen, loa vân, đánh rất là nhiều dòng loa. Tiếng bass nó rất là nặng và hay. Ba giải cực kỳ là tuyệt vời và tích hợp giải mã DAC cho các bác nghe nhạc trên mạng xuống. Sau đây em sẽ khui để các bác xem. Không phải chờ đợi lâu. Vâng, và sau đây mời các bác chiêm ngưỡng quy đẹp của sản phẩm 890DG, hàng đang rất là siêu hot. Thì em nào cũng có vỉa đẹp như nha. Đây là hàng tuyến chọn sưu tầm. Thì nay em khui ra để giới thiệu cho các bác. Bác nào cần thì nhắn tay alo cho em. 890D và 890DG thì nó cấu hình nó khá giống nhau, nó chỉ khác cái vỉa bề ngoài. Con DG thì nó màu trắng, màu vàng gold á. Còn màu con 890D thì nó màu đen, thì giá nó rẻ hơn. Còn 890D hiện tại giá 17 triệu, còn con 890DG thì nó tầm 23 triệu. Về cấu hình công suất y chang nhau nha các bác. Những dòng này tích hợp cái mã DAC, anh em chơi nhạc mạng rất là tuyệt vời. Và đánh vào những cặp loa bô Diatom Ongio, là những cặp loa mà rất là khó đánh ra bass, nên những con này là đối tác cực kỳ tuyệt vời của nó. Hoặc là những cặp sạc pin Vega vân vân. Và dòng này đánh rất là nhiều loa. Với những sản phẩm tuyên chọn đẹp như thế này thì các bác yên tâm alo cho em. Giá em đã bao ship nha. Những con này hiện tại là rất là hiếm. Hiếm ở đây nói chỗ là đây là hàng của Japan nha. Đấy, hàng nội địa của Japan, là hàng những dẫn sản phẩm này nó một nguồn điện nha. Nhưng có nói ở đầu video 890D và 890DG nó có hai loại, một loại một nguồn điện và loại hai nguồn điện. Cái dòng hai nguồn điện là thị trường Nhật người ta sản xuất riêng để xuất qua nước thứ ba, đó là nước China, gọi là chị Na đó. Những sản phẩm hai nguồn điện như 80D, 890DG nó mà hai nguồn điện là nó rẻ hơn tầm 3 đến 4 triệu nha các bác. Hai nguồn điện là các bác để ý ở chỗ dưới này. Em chia sẻ cho các bác, nếu mà các bác là xem kênh của em thường xuyên là sẽ biết. Này, cái dòng hai nguồn điện 890D và 890DG, hai nguồn điện là dây điện nó rất là nhỏ nha, dây điện nó bé ti thôi, mà chỗ em nó có nguồn cái cục chiến điện nó gạt qua gạt lại nè, 220 và 200 120 100V ở chỗ này. Còn con nội địa Nhật như thế này là nó không có nha. Nó dây điện, dây nguồn rất là to, nó to với gấp 3 lần cái dây nguồn cái con mà hai nguồn điện nha. Đấy, cái con hai nguồn điện nó có chỉ như đây. Còn con đây là con nội địa Nhật, các bác để ý nha. Đây nó không có chuyên điện và dây nguồn rất là lớn. Sau đây là con phía bên trái, con mã series là 1759. Đây các bác thấy độ mới của nó nha. 1759. Và con thứ hai là con series là 0646. Hai con nào có đồ đẹp keng hết luôn nha. Đây là hai cổng optical da mã DAC. Đấy. Các bác có thể thấy bên trong là những con tụ rất là mới. Tên nữa sẽ mở rù ra cho các bác cùng xem nha. Đầu tiên anh sẽ quay con bên trái xung quanh cho các bác được xem rõ ràng. Đấy, các bác thấy mới không? Hay là hàng sưu tầm để phục vụ các bác đây. Đấy, rất là mới nha các bác. Hay là dơ nha. Chúng mình sẽ chùi ra. Đấy, rất là mới nha các bác. Quay hai con xem rồi em sẽ mở rù gan cho các bác xem luôn nha. Chi tiết xung quanh con này. Đấy. Như hai bài đẹp nha.
Đây, rồi đây là con phía bên trái, tiếp tục là con phía bên phải. Hai phần nắp của sản phẩm. Bắt đầu lấy con nào thì alo cho em. Con nào nó có đồ đẹp là như nhau quá nha. Đây, chị, em quay cái mặt các bác. Các bác thấy đồ đẹp quá không? Kênh cho em. Này, em sẽ thao tác mở rũ ra để các bác xem bên trong của sản phẩm. Dòng này chạy 8 sò nha các bác. Sau đây mời các bác xem vỉ đẹp của ruột gan của hai con 890D. Đấy. Đây là con bên phải nha. Tất cả là nguyên zin nguyên bản, chỉ các bác thấy độ đẹp và độ sạch sẽ của sản phẩm nha. Đây là những sản phẩm hàng bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Em này chạy 8 con sò. Đấy, 8 con, mỗi bên 4 con nha. Có thể độ mới, con này thì ít bụi. Đấy, các bác thấy độ đẹp của tăng phô này. Đấy, con rất là mới nha. Rồi, con bên trái. Con này thì chưa vệ sinh. Con nào cũng đẹp keng hết nha. Đấy. Nó cũng chạy là 8 sò. Con này còn bụi này, bụi bên tay này. Đấy, cỏ chúng ta quét thì là vệ sinh tí là nó sẽ sạch sẽ thôi. Các bác thấy bò mạch đẹp không? Vấy con bụi này. Bụi tay đấy. Đây là những sản phẩm hàng tuyển chọn và để phân phối cho các bác với những sản phẩm chất lượng. Thì các bác có thể thấy được những cái rack này, đây, nấm nút này. Mọi chi tiết các bác có liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nhé. Rất là đẹp các bác.